Tử vi tháng 12 cung Bảo Bình, 20/1, 18/2. Bảo Bình sẽ thỏa mãn với mong muốn trong đầu tháng khi có nhiều cơ hội xuất hiện. Tuy nhiên, bạn cần kiểm soát tính khí cũng như sự tự tin của mình. Thời điểm này Bảo Bình sẽ rất bận rộn trong tuần thứ hai của tháng này. Sẽ có lúc tâm trí bạn không còn trong tầm kiểm soát. Đó chính là lúc bạn cần quan tâm tới sức khỏe. Trong mối quan hệ với người khác giới, Bảo Bình nên thận trọng. Có thể bạn sẽ gặp một vài người có ý định lừa đảo, thậm chí bạn còn hỗ trợ họ, bạn sẵn sàng làm vài việc ảnh hưởng tới danh dự bản thân. Vào hạ tuần tháng 12, Bảo Bình sẽ có một tin vui, đó là bạn có cơ hội về công việc để thăng tiến. Còn với các Bảo Bình trung niên sẽ khiến bạn bù đầu. Trong các mối quan hệ, bạn không nên dành quá nhiều tin tưởng cho ai đó khi định nói ra bí mật lớn nhất của mình. Sẽ có ai đó lợi dụng sự tin tưởng của bạn để đi ngược lại những gì bạn nghĩ về họ. Ngày may mắn 1, 2, 11, 12, 21, 22, 23. Ngày không may mắn 4, 5, 18, 19, 24, 25, 31. Ngày cho tình yêu 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30. 31. Ngày cho tài chính 1, 2, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 27, 29, 30. Ngày cho công việc 3, 4, 5, 13, 22, 31.